Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm trong bài giảng. Hôm nay Hải xin giảng các em môn khoa học tự nhiên sao? Sách chân trời sáng tạo bài số 15 nhé. Trong xin bài giảng Hải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để Hải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Và hôm nay mình sẽ số bài bài số 15. Chất tinh khí của hỗn hợp nhé. Mục tiêu bài học hôm nay thì các em sẽ đọc nhé. Mình sẽ tiếp phần bài giảng. Như vậy là ở bài 14 em đã học các loại lương thực thực phẩm. Chúng ở dạng tinh khí hay là hỗn hợp. Trong cuộc sống có những sản phẩm ở dạng tinh khí cũng như cũng có rất nhiều sản phẩm ở dạng hỗn hợp. Vậy thế nào là tinh khí, thế nào là chất tinh khí, chất hỗn hợp? Mình thấy là lương thực thực phẩm sẽ ở dạng hỗn hợp nha. Ví dụ như là khoai ngoài tinh bột thì sẽ có những chất dinh dưỡng khác như là chất xơ, nước và protein. Đúng không? Mình nhớ là hỗn hợp có nghĩa là sẽ có nhiều chất ở bên trong. Còn chất tinh khí là chỉ có một chất thôi. Giờ hãy trả lời câu hỏi này. Như vậy lương thực thực phẩm sẽ ở dạng hỗn hợp. Ví dụ như là khoai hoài tinh bột còn có những chất dinh dưỡng khác như là chất xơ, nước và protein. Giờ tiếp theo mình sẽ học một nhỏ chất tinh khí quan sát một số chất trong cuộc sống. Như ở đây mình sẽ có là nước cắt pha tim. Thì nước cắt pha tim đây là nước cắt có nghĩa là chỉ có nước thôi, không có chất nào khác nhé. Giờ khí oxy, bình khí oxy thì chỉ có khí oxy thôi. Đường tinh luyện cao cấp có nghĩa là chỉ có đường thôi. Đúng rồi. Và muối tinh xế cao cấp cũng vậy, cũng chỉ có muối tinh khí mà thôi. Giờ như vậy ở đây mình sẽ có câu hỏi số 1. Em có nhận xét gì về số lượng các chất có trong nước cắt, trong bình khí oxy y tế, sản phẩm đường tinh luyện và muối tinh? Các chất đó ở thế nào? Giờ như là mình sẽ giải câu số 1. Mình thấy là những cái chất này thì chỉ có một chất bên trong. Ví dụ như nước cắt thì chỉ có nước bên trong thôi nha. Đúng không? Và nước cắt thì sẽ ở khí lỏng. Bình khí oxy thì bên trong sẽ là khí oxy, sẽ là khí, đường và muối sẽ là hệ rắn. Đúng không? Giờ hãy sẽ trả lời câu hỏi số 1 nha. Như vậy là nước cắt, bình khí oxy, đường tinh luyện và muối tinh thì số lượng chất là chỉ có một chất bên trong thôi nha. Thì nước cắt sẽ là khí lỏng, bình khí oxy bên trong sẽ là khí oxy, thì ở khí, đường tinh luyện và muối tinh sẽ ở khí rắn nha. Giờ tiếp theo là câu số 2. Đường có vị ngọt, muối ăn ở có vị mặn, nước sôi ở 100 độ C và khí oxy quá lỏng ở âm 183 độ C. Theo em nếu lạnh tạm chất khác thì những tính chất trên có thay đổi không? Chắc chắn là có, đúng không? Mình nhớ là nó sẽ có lạnh tạm chất thì chắc chắn là nó phải có sự thay đổi, đúng không? Hay sẽ trả lời câu hỏi số 2. Như vậy là nếu như là có lạnh thêm tạp chất khác, chúng sẽ làm cho các thông số trên bị thay đổi. Ví dụ như là hòa đường và nước sẽ làm giảm độ ngọt của đường, đúng không? Giờ tiếp theo, mỗi chất tinh khí đều có thành phần hóa học và tính chất nhất định. Những tính chất này có thể dùng để nhận biết chất tinh khí. Ví dụ là nước tinh khí trong thành phần sẽ có chứa khoảng là 12,2% khí hydrogen và 88,8% oxygen. Về khối lượng, có nhiệt độ sôi đúng 100 độ C, nhiệt độ đông đặc ở 0 độ C tại áp suất thường. Khối lượng riêng là 1 gram trên 1 ml, có nghĩa là 1 kg trên 1 lít. Chất tinh khí có thể là khí rắn như là đường muối, ở khí lỏng như là nước cắt, cồn ethanol, sulfur acid, hoặc là chất khí như là khí oxy, khí hydro và khí nitơ. Như vậy mình nhớ là chất tinh khí có nghĩa là chất nguyên chất được tạo ra từ một chất duy nhất mà thôi. Giờ nói đến chất thì theo quy ước ta hiểu là chất tinh khí, tuy nhiên trong thực tế không có chất tinh khí 100%. Hóa chất sử dụng trong phòng thí nghiệm thường là các chất tinh khí. Độ tinh khí của hóa chất ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thí nghiệm cũng như kết quả nghiên cứu quy hoạch trước khi làm thí nghiệm. Thì người ta phải kiểm tra độ tinh khí của hóa chất và có biện pháp làm sạch hóa chất nếu mà cần thiết nhé. Giờ số 2 mình sẽ học về hỗn hợp. Quan sát một số chất sản phẩm chứa hỗn hợp các chất. Như vậy là mình thấy là mình sẽ có cái bột canh. Thì trong bột canh mình sẽ thấy có nhiều chất như là muối ăn, chất điều vị, đường,
bột tỏi và bột tiêu. Đúng này. Còn nước khoáng thiên nhiên mình thấy là ngoài nước thì còn có rất nhiều chất như là sodium, calcium, magie. Đúng không? Rất nhiều chất nha. Như vậy là mình nhớ là hỗn hợp được tạo ra khi có hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau. Và mỗi chất trong hỗn hợp được gọi là một thành phần của hỗn hợp. Tính chất của hỗn hợp sẽ phụ thuộc vào thành phần hỗn hợp và hàm lượng của chúng. Các nguyên vật liệu trong tự nhiên thường ở dạng hỗn hợp nha. Và tiếp theo là mình sẽ có câu hỏi số 3. Bột canh có phải là chất tinh khiết hay không? Em hãy liệt kê các thành phần tạo nên bột canh được dùng làm gia vị trong bữa ăn của gia đình mình. Như vậy mình thấy là bột canh không phải là chất tinh khiết, đúng không? Vì trong bột canh có rất là nhiều chất, đúng không? Giờ hãy trả lời câu hỏi số 3 nhé. Như vậy là mình trả lời là bột canh không phải là chất tinh khiết. Các thành phần tạo nên bột canh gồm có muối, hạt tiêu, mì chính, đường, vân vân. Giờ tiếp theo là câu số 4. Nếu có đủ nguyên liệu, em làm thế nào để có bột canh? Nếu bớt đi một trong các thành phần bột canh thì vị có thay đổi không? Có thay đổi không? Vì giải thích luôn nha. Giờ như vậy là mình sẽ trả lời câu hỏi số 4 nha. Như vậy là nếu có đủ nguyên liệu, em sẽ làm thế nào có bột canh? Thì mình trả lời là nếu có đủ các nguyên liệu, em sẽ trộn các nguyên liệu đó theo một tỷ lệ thích hợp để tạo nên bột canh nha. Nếu bớt một trong các thành phần của bột canh thì vị sẽ có thay đổi. Đương lý do là mùi vị bột canh được tạo nên bởi hỗn hợp các chất thành phần của nó. Nếu bớt một trong các thành phần này đương nhiên sẽ làm thay đổi thành phần phù hợp của bột canh dẫn đến vị sẽ thay đổi. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu hỏi số 5 luôn. Quan sát hình 15.3. Em hãy cho biết là nước khoáng thiên nhiên có phải là nước nguyên chất hay không? Chắc chắn là không, đúng không? Mình thấy là nước khoáng thiên nhiên có rất nhiều chất ở bên trong nên không thể là nguyên chất được. Không phải là chất nguyên. Như vậy mình trả lời là nước khoáng thiên nhiên không phải là nước nguyên chất, đúng không? Trong nước khoáng có nhiều thành phần của các thành phần khác, đúng không? Mình có thể là tham khảo thêm các thành phần trên cái vỏ chai nha. Và tiếp theo là phần số 3, hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp. Trước hết mình sẽ học câu phần số 3, mình sẽ học hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Phân biệt hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Giờ mình sẽ làm thí nghiệm 1 trước. Mình sẽ tạo hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất. Bước 1, mình sẽ lấy hai ống nghiệm. Mình sẽ thêm nước cắt vào khoảng 1/3 ống. Bước 2, mình sẽ lần lượt cho một thìa ethanol vào ống nghiệm thứ nhất và một thìa dầu vào ống nghiệm thứ hai. Bước 3, mình sẽ lắc đều hai ống nghiệm để yên và quan sát hiện tượng. Đặc điểm hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất sẽ như thế nào? Mình sẽ quan sát hình. Như vậy là hỗn hợp đồng nhất thì mình thấy là các phân tử của hai loại đó, của nước và của ethanol sẽ hòa lẫn vào nhau. Còn hỗn hợp không đồng nhất thì mình thấy nó sẽ tách rời nhau, một lớp ở trên và một lớp ở dưới, đúng không? Như vậy mình sẽ có câu hỏi số 7. Từ thí nghiệm 1, hãy cho biết là các chất lỏng có hòa tan chung nhau hay không? Như mình trả lời câu hỏi số 6 nhé. Như là mình thấy là trong ống nghiệm mà cho một thì ethanol thì có hòa tan thành hỗn hợp đồng nhất nhé. Còn ở trong ống nghiệm mà khi dầu ăn thì dầu ăn không hòa tan trong cái nước mà sẽ tách thành lớp. Dầu ăn sẽ nằm ở trên và nước sẽ nằm ở dưới nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 7. Quan sát hình 15.4, em hãy nhận xét sự phân bố thành phần các chất trong hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất nha. Giờ mình thấy là trong hình 15.4 thì trong hỗn hợp đồng nhất thì các thành phần có nghĩa là
các phân tử của các chất sẽ phân bố đều vào nhau. Còn trong hỗn hợp không đồng nhất thì nó sẽ tách lớp ra, một lớp ở trên và lớp ở dưới. Giờ như vậy là thầy trả lời câu hỏi số 7 nha. Như vậy là trong hỗn hợp đồng nhất thì các thành phần phân bố đồng đều ở mỗi vị trí, đúng không? Còn trong hỗn hợp không đồng nhất thì các thành phần phân bố không đều xét trên toàn hỗn hợp, đúng không? Giờ tiếp theo là mình sẽ có một câu hỏi. Em hãy lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất nhé. Như vậy là mình sẽ lấy một số hỗn hợp về hỗn hợp đồng nhất là mình thấy là nước đường này. Thì mình nếu mình cho đường và nước mình khuấy đều thì mình thấy nó hòa tan lẫn với nhau, đúng không? Nước muối cũng vậy, không khí cũng vậy, coca cũng vậy, đúng không? Còn hỗn hợp không đồng nhất không gồm có cát và nước nè, xăng và nước hoặc là dầu và nước thì hai cái đó nó sẽ không hòa lẫn với nhau, đúng không? Nó tách thành một lớp trên lớp dưới, có nghĩa là hỗn hợp không đồng nhất nhé. Như vậy là mình sẽ ghi các ví dụ này dương ha. Nhờ như vậy mình sẽ có phần ghi nhớ. Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp. Còn hỗn hợp không đồng nhất là hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp. Giờ tiếp theo là phần đố em. Trước kia một số vùng chưa có điện, đèn dầu rất phổ biến trong việc thắp sáng. Khi bắt đèn quá ngắn hoặc là dầu cạn gần hết sẽ làm bắt không chạm tới đây, tới dầu. Có người nhanh trí đã đổ nước vào bình dầu và đèn tiếp tục cháy sáng thêm một thời gian ngắn nữa. Em hãy giải thích tại sao người ta lại làm như thế. Giờ như vậy là mình nhớ là nước và dầu sẽ không hòa lẫn vào nhau. Khi mình đổ nước vào thì dầu sẽ nổi ở trên và tiếp tục cháy được, đúng không? Giờ các em sẽ giải thích như thế nha. Dầu sẽ không hòa lẫn vào nước, dầu sẽ nằm ở trên và tiếp tục giúp cho đèn và tiếp tục sáng cháy, đúng không? Giờ tiếp theo là mình sẽ học phần bốn nhỏ. Chất rắn tan và không tan trong nước. Khử khả năng hòa tan của các chất rắn trong nước. Mình sẽ làm thí nghiệm 2 hòa tan các chất rắn trong nước. Các chất rắn giật bộ, ví dụ như là muối ăn, đường, bột mì, cát, khúc tím và iốt. Các bước thí nghiệm. Bước 1 mình quan sát trạng thái màu sắc của các chất rắn trước khi tiến hành thí nghiệm nha. Bước 2 mình sẽ lấy 6 nghiệm sạch được đánh dấu từ 1 đến 6 cho vào mỗi ống 1/4 thể tích nước cát. Giờ bước 2 thì mình sẽ cho là nước cắt vào 1/4 của ống nghiệm, mỗi ống nghiệm. Cho vào 6 nghiệm là 6 nghiệm lần trên lần lượt một khuyền muối này, đường, bột mì, cát, khúc tím, iốt. Lắc đều cái ống nghiệm quan sát hiện tượng. Như vậy là mỗi cái ống nghiệm mình sẽ cho những cái chất bột khác nhau, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm thí nghiệm xong, giờ đó mình sẽ trả lời câu số 8. Em hãy kể tên một số chất rắn tan được trong nước và một chút rất giống không tan được trong nước mà em biết nha. Giờ như vậy mình sẽ hãy sẽ trả lời câu hỏi số 8 nha. Như vậy là một số chất rắn tan trong nước mình thấy là có đường, muối nè, xê sủi nè, baking soda, đúng không? Còn chất rắn không tan trong nước thì mình thấy có két nè, hạt chống ẩm nè, đá vôi, thủy tinh, vân vân, đúng không? Có rất nhiều chất không tan. Giờ như là hãy trả lời câu số 8 trước nha. Chất rắn tan trong nước gồm có đường, muối, xê sủi, baking soda. Chất rắn không tan trong nước gồm có két, hạt chống ẩm, đá vôi, thủy tinh, vân vân, còn nữa nha. Giờ tiếp theo là câu số 9. Tự thí nghiệm 2 em hãy hoàn thành không tin. Theo mẫu bảng 15.1.
Như vậy mình sẽ làm thí nghiệm xong đó mình sẽ hoàn thành cái bảng 15.2, 15.1 nha. Như vậy là cái bảng này gồm có 4 cột. Cột thứ nhất là ống nghiệm, từ ống nghiệm 1 cho đến ống nghiệm sau, đúng không? Cột thứ hai là chất tan, là mình sẽ liệt kê các chất là muối ăn nè, đường, bột mì, ké, khúc tím, iốt. Lúc mình đã thí nghiệm chưa? Giờ mình quan sát, mình xem nó có sau khi hòa tan vô thì nó có thành dung dịch đồng nhất hay không, mình ghi vô. Hòa có tan trong nước hay không? Mình sẽ giải thích, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 9 cho các em luôn nha. Như vậy câu số 9 mình trả lời như thế này, mình sẽ kể là cái bảng mà mình điền như thế này nha. Như vậy là đường thì mình thấy là nước và đường sẽ tan vào nhau nên sẽ tạo thành dung dịch đồng nhất. Giải thích là do đường tan trong nước. Còn bột mì, bột mì thì mình thấy là bột mì không tan trong nước nên sẽ tạo thành dung dịch không đồng nhất do bột mì không tan trong nước. Cát cũng vậy, cát chắc chắn là không tan trong nước, đúng không? Cát thì mình sẽ thấy là dung dịch không đồng nhất vì cát không tan trong nước. Còn khúc tím thì mình thấy là tạo thành dung dịch đồng nhất vì khúc tím tan trong nước. Qua iốt thì mình thấy là dung dịch không đồng nhất do iốt không tan trong nước nha. Giờ như vậy mình sẽ nhớ là một số chất rắn tan được trong nước và một số chất rắn không tan trong nước. Khả năng tan trong nước của chất rắn sẽ là khác nhau, đúng không? Giờ như là tiếp theo mình sẽ là mình thấy có phần số 5, cái yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn và tan trong nước nha. Giờ từ phần số 5 trở đi thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp nha. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy gì giảng dạy thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc em học tốt, tạm biệt em nhé.